Tường làm bằng gì vậy? Hình như không phải trúc thật, quay rõ hơn được không? Nhìn vào thì chắc nhiều anh chị nhầm lẫn với trúc thật, nhưng thực ra không phải nha anh chị. Đây là tấm ốp tường phên trúc One Lac làm từ polyurethane an toàn cho sức khỏe. Nó có trọng lượng siêu nhẹ, thi công vô cùng nhanh chóng và đặc biệt nó có khả năng chống ẩm nước tuyệt đối, có thể được sử dụng làm cả nội thất và ngoại thất. Còn về độ bền của nó thì tùy thuộc vào mục đích và vị trí sử dụng. Nếu như anh chị dùng ngoài trời thì có thể lâu năm sẽ ảnh hưởng một chút đến màu sắc. Còn nếu sử dụng trong nhà thì không biết đến khi nào mới hỏng nha anh chị. Có hai màu sắc chủ đạo cho anh chị lựa chọn là màu vàng của tre ngà và màu xanh của tre trúc, đem đến vẻ đẹp vô cùng mộc mạc, tự nhiên cho không gian của anh chị. Liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay những sản phẩm độc đáo này.